Hello anh em nha, chào mừng tất cả anh em đã đến với channel của mình. Thì đây là một vài cái code năm số, cái năm số của sự kiện đợt này ấy. Thì mình nghe đồn thấy có nhiều anh em bán giá 80-90k, thì anh em nào có nhu cầu liên hệ thì có thể liên hệ với mình nha. Anh em có nhu cầu là lấy ấy. Code 4 số, code 5 số. Code 4 số thì ở cái clip trước mình ăn thử cho anh em xem rồi đấy. Mình thử xem mấy code này có ăn được không, hình như mấy code này ăn rồi anh ạ. Mấy cốt này ăn rồi, có cái cốt đầu ở đấy là được 5 số đấy, cốt đấy mình này ăn rồi đấy, ăn hết rồi. Một cốt này thì chỉ ăn được một lần thôi, ăn xong nó thành vô hiệu, và hình như mắc cái cốt 5 số này là anh em chỉ ăn một 4 lần, một tài khoản được 4 lần anh em nha. Ba ngọc ngẫu nhiên 50 đá triệu hồi luôn, to phết. Cái cốt này ngon phết đấy. Cốt mình thấy cốt 4 số cũng ngon anh em ạ. Cốt 4 số cốt 4 số này cũng ngon này, cốt 4 số được 20 ngọc triệu hồi cao cấp, 10 đá thức tỉnh, một ngọc rồng ngẫu nhiên. Còn cốt 5 số được 2 ngọc tùy chọn, 3 ấn ký ngẫu nhiên, 50 đá thức tỉnh với cả 25 mảnh SS. Cốt 5 số 80-90k, còn cốt 4 số chắc 40k. Mình thấy 4 số được ngọc triệu hồi cao cấp cũng ngon mà, 10 đá thức tỉnh ít ít đá hơn nhưng mà được đấy. Đây là cái cốt ui, riêng cái ấn ký này là ngon này, ấn ký quá quá chất lượng. Mình quay cũng Phật cức hình như cũng được một cái cốt đấy anh em ơi. Cốt vừa nãy là mình được một người anh em khác giới thiệu. Ai nào có nhu cầu thì liên hệ mình nha. Cốt này tầm 80-90, hình như chắc là 90 đấy. Còn cốt kia như 30-40 gì ấy. Anh em mua số lượng nhiều hay số lượng vừa vừa thì người ta sẽ cân nhắc bán cho. Ăn hết xong cái bộ cốt này vào anh em quá khỏe luôn. Tính ra ăn cốt mua lấy tiền bỏ ra mua cốt này rẻ hơn so với nạp game ấy. 50 đá cơ mà. 50 đá bình thường nạp 20.000 được có 5 đá 10 đá. Bây giờ nên lần 5 lên. Mà lại còn được ấy nữa chứ. Được còn tinh đồ nữa chứ. Quá chất lượng. Cốt này thì chắc chắn là không cho rồi anh em ạ. Nên anh em không xin được đâu. Mình cũng rất muốn cho đấy nhưng mà không phải của mình. Và cũng chả ai người ta cho cốt này cả. Nếu người ta bán không hết ấy, chắc chắn là anh em nào kiếm ra anh em ấy sẽ bán trước. Bán được thì không bán được thì người ta sẽ ăn thôi. Không ai cho được cái cốt này hết. May chăng lắm thì thân quá thân vừa thì cho được cốt 4 số hoặc cốt 2 số thôi. Đợi đến ngày mùng 9 tháng 5 tổng kết thì chắc lúc đấy mới bung. Chắc lúc đấy anh em số lượng lớn bung thì cái tầm ngày mùng 9 tháng 5 thì chắc mình nghĩ sẽ rẻ. Ngày mùng 9 tháng 5 thì chắc lúc đấy giá nó sẽ bị ép xuống sập sàn. Còn tầm này giá nó vẫn chắc vẫn giữ mức cái mức ổn định như vậy. Đúng đánh hay mà chết này, chết cả hai con, chết luôn con chưa nam chính này, đúng đậu thần à, đậu thần Senju Tobirama
Shinju, Shinju Tobirama, Shinju Hashirama. Tiến lên nào. Đã chết rồi, lại hồi sinh rồi. Tải 10, tiếp tục hồi sinh đi, không có gì phải sợ địch thủ hết. Chúng ta có nhiều đậu. Quyết tâm khô máu lên là mùa 10. Tiến lên nào. Tổn thương nhiều đậu nha. Đuối rồi anh em ạ. Lên kéo lên tầng 29 lần đầu thấy đuối đuối rồi. Không gồm anh hùng hỗ trợ vượt ải. Bắt đầu bị a đuối anh em. Chắc chắn nợ ải một sao rồi thôi. Đặt cho anh em xem này. Cái thí luyện thần điện này. Thần điện này thì để kiếm mấy nguyên liệu bông tai lên thần thôi. Vũ khí lên thần. Nhưng mà không đánh được nữa rồi, chiến lược yếu quá. Anh em nhìn thấy mấy con của nó khủng khiếp không? Quá khỏe luôn. Mình đã cố gắng hết sức dẫy nhưng mà không thành công. Là đánh ải một sao trông nó đã thế này rồi đấy. Ba sao nó còn có điều kiện các thứ.
cái bảng xếp hạng này nó có cho mình quà nhiều chắc không anh em? Chắc chỉ cho xếp hạng cho chơi vui vui thôi. À, thử đánh cái loa sao em nào. Xong qua mình đánh cái ải trước đó khó quá ấy nhờ, mà bây giờ đánh lại xem nó yếu yếu à thật, hay là sau một đêm sức mạnh của một quái này đã bị suy giảm. Hôm qua nó đánh mình tí là mình ngoẹo cơ, mà bây giờ mình đánh nó thì nó cũng ngoẹo sớm. 8 hiệp nữa này chắc không đủ sát thương rồi, lại phải quét một sao. Hôm qua đánh cái ải 3 sao nó còn đập cho mình chết. Chắc là hôm qua không có cái vòng sáng của hai con này. Hôm qua đánh cái ải trước ấy, không có vòng sáng của hai con này, nó bắt không dùng được tướng hỗ trợ mà không có hồng sáng hai con này nên hai con bư nó dễ ngoẹo. Bây giờ có hồng sáng nó sẽ cứng hơn, nó đang sẽ khỏe hơn, nhưng mà không biết trong 5 hiệp nữa có giết được con nó không đây. Chắc là không rồi anh em, con Cuba này nó sống dai lắm, thua rồi. Này vẫn chấp chỉ quét là một sao thôi, Cuba cứng cái kia mà, thôi 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 mất thời gian, quét là một sao rồi anh em ạ. Tầm này lực chiến 4,8 ức này chỉ quét được ải vượt thời gian 1 sao rồi, ải đấy ải 30 trở lên nhá. Ải 30 trở lên là có 1 sao. Choáng. Lại test tiếp BVP đi. Sao mình lại xếp team như này nhỉ? À... à đây là team team công thôi nha, team thủ mình vẫn xếp như kia. Chắc cái ông chơi nick hộ mình ông ấy xếp đánh như này. Con pizza này cứng phết này. Pizza này chắc cũng đột phá 14 rồi đấy. Ba sao. Mình nghĩ cũng phải đột phá 13 mắt. Đang chuẩn bị lên 14. Mạnh phết. Với cái số tiền bỏ ra mà đầu tư chơi đều đều này, mình thấy bác Mr. Jizu này cũng đầu tư cũng có vẻ ổn đấy. Mít 9 4 ức, có 4 ức 1 đầu tư ổn phết. Chắc là nạp hàng ngày trước với VIP 8 đây. Dần dần cũng thế lên VIP 9, chắc nạp hàng ngày rồi. Các sự kiện này thì nó nạp hàng ngày.
74 hồn đỏ rồi. 74 hồn đỏ. Sao con này lên được không? 74. Chưa đủ rồi, này nữa. Cho con này lên nữa nhỉ. Con này lên 2 sao đỏ đi, hay cho pizza này lên 5 sao đỏ nó tốt nghiệp ta. Pizza bây giờ lên có ổn hay không? Thưa Lady and Gentleman, chúng ta có lên cho pizza lên bây giờ không hay là cho con này lên nhỉ? Chắc cho bư lên đi. Bư là một cái thành viên không thể thay thế, pizza thì có thể thay thế anh em. Cho bư lên trước. Ma thị vương bư mà, ma vương bư có thể lên 2 sao chứ, lên cho đều đi. Ngày mai, mai là sẽ lên được bư 2 sao nhé. Ma cho bư lên 2 sao này. Có vẻ như tướng SS thiếu rồi. Để mình xem trong túi của mình còn nhiều nhiều không đã. Tính toán anh em, còn còn hai con tướng SS nữa. Hai con tướng SS nữa. Chín tư với năm tư thế thì cần một cái hồn nữa. Còn một hồn trong ải viễn sinh thị giới nữa là đủ 150. Tướng SS 10 con cơ. 10 con thì có thể phá đi ở đây được 1, 2, 3, 4, 5. Ú hù hù. 2 con nữa đi. Được anh em, được, lên được. 160. 20. Mái thoại. Cho bư lên cho nó khỏe đi. Thế vậy thôi anh em ạ, có lẽ clip của mình cũng xin lại tại đây thôi. Nhiều anh em nhờ mình ấy giao mấy cái code 4 số với 5 số 40k với 80k. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với mình nha. Bye bye anh em, như ở ngoài cái hình đầu video clip ấy. Bye bye.